và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Tech. Yên Nhi rất vui lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những trải nghiệm, những câu chuyện công nghệ thú vị thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin quý vị nhé. Là một thương hiệu nội địa tiên phong gia nhập thị trường sản xuất gia vị Việt, sau hơn 8 năm hoạt động, thương hiệu Ông Bếp thuộc công ty cổ phần Ông Bếp Bình Dương đã xuất sắc thuộc top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương. Cùng hệ sinh thái các sản phẩm gia vị nhà bếp thuần Việt với hơn 100 sản phẩm gia vị khác nhau xoay quanh bàn ăn của người tiêu dùng, thương hiệu Ông Bếp đã không ngừng nghiên cứu, nỗ lực cải tiến và cho ra mắt những sản phẩm chất lượng với giá cả bình dân, an toàn cho người tiêu dùng và trở thành thương hiệu được các đầu bếp chuyên nghiệp tin dùng hiện nay như nước sốt thịt đa dụng, nước tương đậu nành, dầu hào, hạt nêm thịt, đặc biệt là sản phẩm nước mắm tạo ra từ tôm, tiên phong trong việc sáng tạo và tìm con đường đi mới cho ngành nước mắm truyền thống Việt Nam. Chúng ta là quốc gia có cái văn hóa và cái ẩm thực rất là phong phú. Hiện nay chúng ta đang dần mất dần cái bản sắc văn hóa ẩm thực của quốc gia mình. Chính vì vậy tôi muốn góp phần công sức của tôi vào để dùng cái kiến thức mình có thông qua các tập đoàn lớn để làm sao mà sẽ có thật nhiều những loại gia vị phù hợp với lại khẩu vị của vùng miền Việt Nam. Mà quan trọng hết là chúng ta sẽ phải gìn giữ và tôn tạo được cái văn hóa giá trị của ẩm thực Việt Nam. Với khát vọng phục vụ nhu cầu của hàng chục triệu người dân mỗi ngày, trong năm vừa qua, Ông Bếp không những đứng vững trong đại dịch mà còn vinh dự khi được vinh danh trong top 10 thương hiệu bền vững của năm 2020.